Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá thu mua tôm thẻ oxy, ưu tiên khu vực Bến Tre, Trà Vinh như sau: 20 con lớn 185.000 đồng, 20 con nhỏ 175.000 đồng, 25 con 162.000 đồng, 30 con lớn 147.000 đồng, 30 con nhỏ 145.000 đồng, 40 con lớn 124.000 đồng, 40 con nhỏ 122.000 đồng, 50 con 114.000 đồng, 60 con 108.000 đồng, 70 con 103.000 đồng. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 170.000 đồng, 25 con 150.000 đồng, 30 con lớn 139.000 đồng, 30 con nhỏ 137.000 đồng, 40 con lớn 117.000 đồng, 40 con nhỏ 113.000 đồng, 50 con 108.000 đồng, 60 con 102.000 đồng, 70 con 101.000 đồng, 80 con 99.000 đồng. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con lớn 175.000 đồng, 20 con nhỏ 165.000 đồng, 25 con 150.000 đồng, 30 con 140.000 đồng, 40 con 120.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 60 con 102.000 đồng, 70 con 97.000 đồng, 80 con 92.000 đồng. Tôm thẻ oxy, khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 200.000 đồng, 25 con 160.000 đồng, 30 con 150.000 đồng, 40 con 120.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 70 con 103.000 đồng. Liên hệ 0793652820, gặp thân